Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một nội dung nữa. Nội dung là mô hình điện tử thì cần có những cái dụng cụ gì. Rồi, nhóm đầu tiên mình muốn giới thiệu các bạn là dụng cụ để thử nghiệm mạch điện. Thì mục đích của việc này là để giúp các bạn thử nghiệm các mạch điện mà dễ dàng có thể thay thế các linh kiện do nó hư hỏng, từ đó giúp mình giảm được công suất và giảm chi phí cho mình. Loại đầu tiên đó chính là testbo này các bạn có thể cắm trực tiếp linh kiện vào cái testbo này để mà bạn thử nghiệm cái mạch điện và dùng các cái bớt dây cắm để cắm vào. Mình kết nối các cái linh kiện với nhau bằng dây cắm có các cái đầu cắm rất là dễ dàng. Và loại thứ hai đó là bo đồng có đục lỗ sẵn. Thì đối với loại này các bạn phải hàn vào ở phía dưới, nó có bề mặt đồng được phủ lên. Như vậy thì các bạn có thể dùng mỏ hàn mà bạn hàn linh kiện lại, thì khi nó hư thì các bạn cũng có thể tháo cái linh kiện này ra để mà mình thay thế. Cái này thì nó tiện lợi hơn so với các bạn rửa mạch in, bởi vì rửa mạch in thì tốn nhiều công sức hơn và đồng thời cái chi phí nó cao hơn so với các bạn sử dụng bo đồng đã đục lỗ sẵn. Thì mình thường hay sử dụng cái loại bo đồng này để làm các cái mạch điện dự thi. Tiếp theo là phần kết nối linh kiện. Để kết nối linh kiện thì các bạn cần phải có mỏ hàn và chì hàn để các bạn hàn các cái chân linh kiện vào cái bo đồng. Các bạn cũng có thể dùng kẹp mỏ xấu để kẹp linh kiện ha, mình có thể gỡ ra gắn vào dễ dàng. Và các cái bớt dây có cái đầu cắm để mình cắm vào Arduino nè, và kết nối với các cái testbo hồi nãy mình mới giới thiệu cho các bạn. Ngoài ra thì còn có các cái sắt. Cái này thì mình hay sử dụng rắc nguồn để làm cái nguồn pin ha, cho mình sử dụng các cái mạch điện khác di chuyển tới lưu dễ dàng. Và dây cáp để nạp code cho mạch Arduino. Tiếp theo là dụng cụ kiểm tra linh kiện. Thì ở đây mình có đầu tư một cái mạch test linh kiện đa năng. Thì mạch test này giúp cho các bạn rất là nhiều trong cái quá trình tìm mấy cái linh kiện cũ để coi nó còn sử dụng được hoặc là không sử dụng được. Và nó cũng có thể cho các bạn biết được linh kiện đó là linh kiện gì. Bởi vì mình tìm những cái loại linh kiện trong mắt các cái dĩ đồ cũ thì nhiều khi mình cũng không biết hết. Vậy thì có thể sử dụng mạch này để mà test linh kiện được nhanh chóng hơn. Và cái loại thứ hai đó chính là mạch mà mình tự làm. Thì mình cũng có làm cái mạch test Opto BC817. Đồ mình tự làm thì nó không được đẹp hết các bạn, nhưng mà nó rất là hữu dụng trong quá trình các bạn test những cái linh kiện. Ngoài ra thì các bạn có thể làm thêm những cái mạch test khác, ví dụ như là mạch test IRF chẳng hạn ha, thì các bạn có thể lên mạng sưu tầm thêm. Cuối cùng là mình sẽ tìm hiểu về đồng hồ bản năng. Đồng hồ bản năng thì thường có hai dạng, một dạng là hiển thị số, còn một dạng là hiển thị kim. Loại hiển thị số thì các cái số liệu nó cho các bạn chính xác, nhưng đồng thời nó thường hay bị nhiễu cho nên số liệu nó sẽ biến đổi, khiến cho các bạn khó xác định được một cái giá trị chính xác. Còn cái dạng hiển thị kim thì nó không có gặp phải tình huống đó,
Giả hiển thị số nếu như các bạn đo đạt một cái giá trị điện áp chẳng hạn vượt quá cái ngưỡng cho phép thì có thể là làm cho đồng hồ mình tắt luôn, nhưng cái tỷ lệ hư hỏng nó sẽ thấp hơn so với dạng hiển thị kim. Dạng hiển thị kim thì nếu vượt quá cái ngưỡng giới hạn của nó thì một là làm cong cái kim luôn, còn hai là làm cái đồng hồ nó hư hỏng luôn, các linh kiện bên trong đồng hồ nó sẽ hỏng. Cho nên các bạn cũng lưu ý ha, mình chọn cái loại nào và sử dụng đồng hồ bản năng cho thích hợp. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy hay thì cho mình xin một subscribe để đăng ký kênh và share cho tất cả mọi người cùng xem. Xin chân thành cảm ơn.